Và sau khi tôi bước lên tàu, tôi đã hiểu tại sao du thuyền này có giá 1 đô la rồi đó mọi người ơi. Ok, giờ chúng ta đang ở trên mặt nước, chúng ta sẽ làm gì với cái này đây? Cái sàn ngập nước lênh láng vậy trời, không nghĩ là cái này đáng 1 đô luôn á. Ồ, chúng ta đang chìm xuống đúng không? Con thuyền thật sự đã bắt đầu chìm xuống đúng nghĩa ngay khi chúng tôi đặt xuống nước. Trời ơi, đi lên, chìm tới nơi rồi. Nhảy đi, Chandler.